Bực sốc, phát hiện tựa game sở hữu hơn 6.000 combo chiêu thức, khiến anh em kiếm thủ cày ngày cày đêm không ngừng nghỉ. Mới đây thôi, trên mạng xã hội đang dần dần một tựa game kiếm hiệp sở hữu một lối chơi độc đáo và thú vị, khiến anh em kiếm thủ ý ới gọi nhau tải game về chiến. Hóng mãi mới biết được tên game là Tuyệt Thế Trảm Yêu Ký anh em ạ. Tuyệt Thế Trảm Yêu Ký thuộc thể loại game MMO RPG nhập vai kiếm hiệp với đồ họa đẹp nhức nách, 3 ngày 3 đêm dần dần không hết, từ trang phục, kỹ năng cho tới đồng hành, đảm bảo sẽ khiến anh em choáng ngợp trong lần trải nghiệm đầu tiên. Ngay khi vào game, anh em đã có thể dùng khinh công bay nhảy tưng bừng, cơ mà nhảy nhiều mãi không hết map, tại vì bản đồ trong game này quá rộng, nên là thôi cứ từ từ mà trải nghiệm chứ đi đâu mà vội. Ngoài ra thì game còn có mấy em đồng hành siêu cute, đảm bảo anh em nào mà bê pet thì chắc chắn sẽ đổ cái rụp cho mà coi, từ Tôn Ngộ Không chứ bắt giới cho tới hàng Nga, anh em thích bé nào thì lụm bé đó, bởi vì game còn vô số code để cho anh em quay đồng hành nữa cơ. Nên là anh em tranh thủ lên ngay Google Play hoặc App Store rồi tìm Tuyệt Thế Trảm Yêu Ký liền đi, tải game về rồi vô nhập code thôi chứ còn gì nữa, để lâu quá hết hạn không có code xịn để quay đồ, quay đạc, quay đồng hành nữa đâu nha. Lúc ấy thì đừng có quay lại trách tôi tại sao không nói trước đó. Thôi hẹn gặp lại anh em trong game nhá, ai bắt nạt anh em thì cứ gọi tôi ra xin lỗi cùng cho.